con xe dành cho các vị chủ tịch đích thị anh chị nhé. Toyota Camry 2013 phiên bản 2.5Q. Một chủ sử dụng từ đầu anh chị, đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nước sơn màu nâu vàng, odo 95.000 cây. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh của cô Huệ Auto Sài Gòn anh chị nhé. Mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng của tất cả các thương hiệu anh chị nhé. Toyota nè, Mazda nè anh chị ha. Toyota nữa nè, thì Toyota là một thương hiệu mà có tính thanh khoản cực kỳ cao của thị trường, thì các salon ô tô này rất là thích cái dòng xe này, bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và vận hành rồi bảo dưỡng cũng dễ nữa anh chị nha. Ford nè, Kia bên em cũng có mua bán trao đổi luôn anh chị ha. Mới về được cặp CRV L 2019 và 2021 VinFast anh chị nha, chiếc lắc à. Xe chủ xe sedan cao cấp mà giá chưa tới 700 luôn anh chị nha, đang có 670 thôi. Vios G nè, Chevrolet anh chị. Hyundai thì bên em cũng có mua bán trao đổi và ký gửi luôn anh chị nhé. Thì em ở địa chỉ số 54 Lương Định Của anh chị nghe, khúc mà đối diện chùa Hoa Nghiêm anh chị nhé. Chùa Hoa Nghiêm ở bên này, 54 Lương Định Của của em anh chị nhé. 52, 54, 56 Lương Định Của Auto Sài Gòn, với số điện thoại liên hệ của em là 0937003355 anh chị nhé. Thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng anh chị nhé. Thì trở lại với màn hình chính của anh chị, thì Toyota Camry 2.5Q 2013 nước sơn màu nâu vàng, một chủ sử dụng từ đầu anh chị. Thì em đang chào bán với giá là 540 triệu anh chị nhé. Biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, bao rút gốc luôn cho anh chị, một chủ sử dụng từ đầu 95.000 cây. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em qua số 0937003355 anh chị nhé. Em sẽ gửi cho mình đầy đủ thông tin chi tiết của xe, giấy tờ và hồ sơ xe qua cho anh chị mình cùng kiểm tra anh chị nhé. Rồi bây giờ chi tiết của xe này, 2013, một chiếc xe 10 năm tuổi mà anh chị nhìn thấy một con khá là cứng cáp anh chị nhé. Mặt trước thì ca lăng, thiết kế dạng nhỏ này, có mạ phần rơm cảm biến góc trước anh chị nha. Đèn cản nước sơn này là màu nâu vàng, màu này thì rất là đẹp và sang anh. Mâm xe này anh chị nha là mâm trắng nè. Bên này có những cái vết giày xước, hiện ra cái này thì có thể chấp nhận được anh chị nhé. Vì xe mình sử dụng cũng gần 10 năm tuổi rồi. Ở đây lớp xe mình còn dày cui anh chị. Em xem như mình đăng kiểm với đường bộ nè, đăng kiểm với đường bộ mình sẽ còn đến tháng 9 năm 2023 anh chị. Vô tư mình đi anh chị nhé. Bộ mè che mưa nè, phim cách nhiệt thì đều có trang bị sẵn hết luôn cho xe. Bốn bộ vỏ này là của Michelin anh chị. Thì phơm dán 2013, thì phía sau xe của mình sẽ được trang bị hệ thống an toàn gồm có nè, cảm biến gốc đi cùng với lại hai cảm biến da chuẩn chỉnh anh chị. Ở phía sau luôn xe, đuôi xe thì mình có một cái thanh nẹp mạ cờ rơm sáng bóng ở khu vực này, nó chạy dài ra anh chị ha. Của mình là bản 2.5Q. Cảnh anh chị những đường đai ốc kêu chỉ của xe anh chị, thì với những chiếc xe mà bên em bán ra là cam kết luôn cho anh chị nha. Xe mình không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số mình còn nguyên zin và bao test hãng luôn anh chị nha. Bên này cũng vậy anh chị ha, đó, chuẩn chỉnh. Tức ở bên trong thì với tông màu chủ đạo anh chị mình sẽ là màu đen nè, được ốp gỗ bọc da nè anh chị ha, mạ chrome rất là sang trọng luôn. Camry thì nghe tên là rất là biết sang anh chị ha. Bộ ghế này là nguyên zin theo xe nè, mình may đục lỗ nè, để tì tay thì vẫn trang bị cho mình á những cái chỉnh ở phía sau như là chỉnh tựa lưng ghế nè anh chị ha. Mình chỉnh được hệ thống điều hòa nè, rèm cửa phía sau nè, nhiệt độ và cái hệ thống của màn hình DVD ở bên trong á anh chị, là cái người ngồi ở phía sau này sẽ chỉnh được luôn cho mình luôn. Kim bệ tì tay anh chị nha, ở trong này có một cái hộp để đồ đó, rất là tiện dụng luôn. Ở phía sau này thì có một cái ngăn kín để mở ra cốp sau xe chủ tịch anh chị ha, thì sẽ có nhiều cái ngăn kín nha. Rồi 2013 thì xe mình sẽ không có trang bị cửa sổ trời anh chị nhé, mà cái trần xe của mình là màu xám, tạo cảm giác là xe mình không có bị ngợp anh chị, còn ghế nó là màu đen đó, cũng không có bị ngợp cho lắm à. Rồi khoang lái của xe anh chị ha, tắp bi cửa anh chị này. Đó, ốp gỗ nè, gương là chỉnh điện anh chị, ghế có nhớ hai vị trí anh chị ha. Rồi ghế lái của mình là ghế lái chỉnh điện nè, những vết này là vết hằn của thời gian thôi, vết nếp gấp là da anh chị ha, cho nên thì nó mới bị hằn như thế này, chứ mà còn nó là simili thì nó đã bị bong tróc ra hết luôn rồi. Chị mình yên tâm ha. Rồi khoang lái của xe nè, mình có odo 95.000 cây anh chị nha. 10 năm tuổi thì một năm thì vị chi thì mình đi đâu đó là tầm khoảng 10.000 cây anh chị. Vô lăng mình được ốp gỗ nè, bọc da, cái vô lăng này là zin luôn á anh chị nhá, chứ không có thay mới anh chị nha. Gỗ nguyên zin của xe luôn á. Odo này cũng chuẩn nguyên zin luôn anh chị, 95.000 nha, không có tua không gì hết anh chị. Ở bên này là nút chỉnh gặp gương chiếu hậu bên ngoài, thì có nâng cấp lên cái màn hình DVD chạy hệ điều hành Android. Rồi hệ thống điều hòa của mình là chỉnh tự động 3 vùng anh chị nhé, 3 vùng nè, hệ thống điều hòa mình là chỉnh tự động. Những chi tiết này ốp gỗ thì rất sang trọng anh chị. Camry ha.
tất cả đều là gỗ hết luôn. À, khu vực cổng sạc anh chị bên này phần số cũng ốp gỗ luôn, cái này thì nó bị tróc tróc nha, thật ra cái này là anh chị nhìn đấy nha. Đó, bên em mày giữ là giữ nguyên zin luôn á, chứ mà thay lại cái này nó mất giá trị của chiếc xe Camry liền anh chị. Chi tiết này cũng ốp gỗ luôn nè. Hộp để đồ to rộng rãi anh chị ha. Nguồn chiếu hậu ở bên trong của mình á là chỉnh tự động nè, chỉnh tự động nè anh chị ha. Rất là đẹp. Chưa tới 600 nha, 540. 540 anh chị ha. Xe chưa bao giờ giá xe mà nó lại bị xuống và chạm đáy nhiều như 2 năm gần đây. Rồi bây giờ em gọi mời anh chị mình đến với không gian của khoang máy anh chị nhé. Trái tim và linh hồn của xe Camry 2.5 anh chị ha. Khoang máy của chiếc Camry 2.5Q 2013, trái tim và linh hồn của một chiếc xe anh chị. Trang bị khối động cơ cho mình là 2.5 Dual VVTi anh chị nhé. Dual VVTi. Thì động cơ này thì cho đến thời điểm này Toyota Việt Nam mình cũng vẫn còn đang sử dụng những mẫu xe hiện tại anh chị nhé. Tiện đây em hỏi sẽ cận cảnh anh chị những đường đai ốc keo chỉ của xe anh chị nhé. Sẽ còn nguyên hết anh chị nè, keo chỉ liền nè. Với những chiếc xe bên em bán ra là cam kết anh chị nha, xe không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số mình còn nguyên zin nha, bao các hãng. Ốc cái hồ còn nguyên hết anh chị nha, chưa ra một con ốc nào hết luôn. Ắc quy thì chắc chắn là phải thay rồi, mình không có giữ ắc quy cũ đây được anh chị nha. Yeah. Dạ và anh chị thân mến, chiếc Toyota Camry 2.5Q 2013, xe đăng nước sơn màu nâu vàng, đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, pháp nhân là cá nhân. Em Huệ đang chào bán với giá là 540 triệu anh chị nhé, bao rút hồ sơ gốc luôn. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này liên hệ trực tiếp với em qua số 0937003355 anh chị nhé. Em sẽ gửi cho mình thông tin chi tiết của xe. Qua sẽ cùng anh chị mình tham khảo anh chị nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc xe kế tiếp anh chị nhé. Em xin chào.